Ty Tam Gia có địa thế tọa lạc tại đường Mậu Thân 2 nối dài, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Dự án sở hữu vị trí kết nối hai trục đường chính Phó Cơ Điều, quốc lộ 53 và Nguyễn Huệ, tạo liên kết đa chiều đến hệ thống tiện ích đô thị phong phú tại Vĩnh Long. Quy mô dự án TNT Tam Gia Vĩnh Long. TNT Tam Gia có tổng diện tích 11,5 ha, được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn Y có diện tích 6,1 ha. Tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ với mật độ xây dựng khoảng 55% với hơn 45% diện tích đất cho hệ thống giao thông, công trình công cộng và hệ thống cây xanh. Khu đô thị TNT Tam Gia được xây dựng đa dạng, gồm nhà liền kề, shop house, biệt thự, sản phẩm bao gồm 485 căn. Trong đó nhà ở liền kề có 148 căn diện tích đất 100m² xây dựng 4 tầng, shop house gồm có 310 căn diện tích đất 120m² xây dựng 5 tầng, biệt thự gồm có 27 căn diện tích đất 250m² xây dựng 3 tầng. Dự án TNT Tam Gia sở hữu những tiện ích nội khu với đường lộ giới rộng từ 17 đến 24, 30m, cùng hệ thống hạ tầng được xây dựng đồng bộ với trung tâm thương mại, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và bệnh viện. Ngoài hệ thống tiện ích đầy đủ tại nội khu dự án TNT Tam Đa, cư dân còn thừa hưởng toàn bộ hạ tầng tiện ích tại thành phố Vĩnh Long như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, các trung tâm thương mại, Vincom Vĩnh Long, Co-op-mart Vĩnh Long, công viên đất Thành Tây, quảng trường thành phố Vĩnh Long, cùng hệ thống giáo dục đại học xây dựng miền Tây, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Chủ đầu tư dự án khu đô thị TNT Tam Gia Vĩnh Long là công ty trách nhiệm hữu hạn TNT Land Phước Thọ, thành viên của tập đoàn TNT Group, được tư vấn phát triển bởi công ty cổ phần bất động sản TNT Home, được tiếp thị và phân phối độc quyền bởi tập đoàn Khải Hoàn Land. Công ty trách nhiệm hữu hạn TNT Land Phước Thọ được thành lập ngày 12 tháng 3 năm 2020, đặt trụ sở tại số 53C8, đường Phạm Thái Bường, khóm 1, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp tham gia hoạt động vào các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, tư vấn môi giới bất động sản, xây dựng công trình nhà ở và xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.